Theo nguồn tin từ ấn phẩm Majorden cho biết, cảnh sát Ukraine hàng ngày đưa tin về vụ đốt ô tô của các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Truyền thông cho biết bạo loạn đang diễn ra ở Ukraine, xe quân sự bị đốt cháy để phản đối việc huy động Ukraine tổn thất đau đớn khi cùng lúc tấn công cả Kursk và Belgorod. Vì sao Nga chưa đánh bật quân Ukraine khỏi Kursk? Lý do thực sự đằng sau việc Mỹ cấm Ukraine dùng tên lửa ATACMS tại Kursk. Tại Ukraine, ô tô chủ yếu bị đốt cháy bởi thanh thiếu niên Ukraine và những người trẻ không muốn nhập ngũ. Tài liệu cũng kể lại rằng một trong những chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã đề xuất bắn những kẻ đốt ô tô ở phía sau. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5. Văn bản này buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Để thực hiện việc này, đối tượng cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký, nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản điện tử của người nhập ngũ lệnh triệu tập sẽ được coi là đã tống đạt ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy. Ngày gửi giấy triệu tập sẽ được coi là ngày mà tài liệu được đóng dấu không thể chuyển giao trực tiếp. Luật quy định người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự và xuất trình khi có yêu cầu đầu tiên của nhân viên cơ quan đăng ký, nhập ngũ và cảnh sát. Điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản. Quy định này đã bị lược bỏ khỏi văn bản, gây phẫn nộ trong một số đại biểu. Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực xâm nhập song không thành công theo báo Mỹ Washington Post. Lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công vùng Belgorod của Nga cùng lúc với một cuộc tấn công vào vùng Kursk nhưng đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt và chịu tổn thất nặng nề. Washington Post đưa tin đang có cuộc giao tranh ác liệt ở biên giới vùng Belgorod, trích dẫn thông tin từ những binh lính Ukraine bị thương đã được sơ tán về vùng Sumy ở quê nhà. Một binh sĩ được trích dẫn lời cho biết cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào khu vực Bengorod đã bắt đầu 4 ngày trước và có sự tham gia của một đội xe bọc thép di chuyển vào ban ngày, đồng thời mô tả hoạt động này là điên rồ. Người Ukraine được cho là đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần cửa khẩu biên giới Kilotiloka, Poroska. Tuy nhiên, không giống như ở vùng Kursk, nơi quân đội Kiev đã đạt được một số thành quả, lực lượng Nga ở Bengorod lân cận đã chuẩn bị tốt để đẩy lùi cuộc xâm nhập người lính này tuyên bố theo người lính ukraine khu vực này được củng cố bằng chướng ngại vật chống tăng răng rồng và được giải rất nhiều mìn ngay khi họ tiến gần đến biên giới quân đội kiev đã bị pháo binh máy bay không người lái và bom trên không của nga tấn công dữ dội ông cho biết toàn bộ nhóm của chúng tôi đều bị thương vào ngày chúng tôi đến người lính nói nhiều chiến binh ukraine bị thương nặng trong khi những người khác đã tử trận và phải bỏ lại phía sau người này nói thêm Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay chỉ báo cáo về các hành động của mình và tổn thất của Ukraine tại vùng Kursk và chưa xác nhận bất kỳ cuộc giao tranh nào ở vùng Belgorod. Vào thứ Năm, tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố tại vùng Belgorod, với Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Alexan Korenkov cho biết rằng hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố của các đơn vị vũ trang Ukraine, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, có người dân thiệt mạng và bị thương. Tuần trước, một chiến dịch chống khủng bố đã được công bố tại các vùng Kursk, Belgorod và Borians, tất cả đều giáp với Ukraine. Quân đội Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công vào Kursk vào ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của họ vào thành phố Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tiến công của họ được cho là đã bị quân đội Nga chặn lại, mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát được một số khu định cư ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, Ukraine đã mất khoảng 2.640 quân nhân và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 37 xe tăng và 32 xe bọc thép. Đã 10 ngày kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công qua biên giới vào Nga, quân đội Ukraine vẫn trên đất Nga và tuyên bố đã mở rộng khu vực chiếm đóng lên 1.150 km vuông đất đai, kiểm soát được 82 khu định cư, Quân đội Ukraine báo cáo đã chiếm đóng hơn 1.000 km vuông cách đây 4 ngày và báo cáo mới nhất là 1.150 km vuông. Điều đó có nghĩa rằng chỉ có 150 km vuông được chiếm thêm trong 4 ngày. Đây là một sự chậm lại đáng kể so với những ngày đầu tiên. Đánh giá về hiệu quả của cuộc đột kích, đây là bước tiến quân sự mạo hiểm lớn của ông Zelensky trong hơn 2 năm qua. Khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, mặt trận sẽ kéo dài hơn. Nếu sự mất kết nối giữa hỗ trợ hậu cần và lực lượng đột kích quá nghiêm trọng, họ có thể bị quân đội Nga cắt đứt đường rút lui và cũng có thể bị bao vây và tấn công tiêu diệt. Quân đội Ukraine thực hiện là hành động chiến thuật hay chiến lược phụ thuộc vào mục tiêu mà họ muốn đạt được. Nếu mục tiêu là chiếm giữ một số đất đai và làng mạc của Nga cải thiện tình hình chiến đấu, thì đó cùng lắm chỉ là một cuộc tấn công chiến thuật. Theo lối suy nghĩ của Tổng thống Ukraine Zelensky, mục đích là tăng lợi thế thương lượng. Mục tiêu này mang tính chiến lược và là sự chuẩn bị cho bàn đàm phán. Phía Nga sẽ không đồng ý để ông Zelensky ngồi vào bàn đàm phán với con bài thương lượng là tỉnh Ý tứ của Tổng thống Putin khi chỉ thị đánh đuổi quân đội Ukraine ra khỏi đất Nga đó là không cho phép Ukraine có con bài thương lượng này. Quân đội Ukraine lần này đã đột nhập thành công vào lãnh thổ Nga hàng chục km nhờ vào cuộc tấn công đột kích để đạt được hiệu quả khiến Nga không kịp trở tay. Nhưng chiêu này chỉ có thể được sử dụng một lần. Nga đã mất cảnh giác và những gì nước này đang làm hiện nay là đẩy lùi lực lượng Ukraine, đồng thời bù đắp những sơ hở trong phòng ngự của Kursk, bù đắp những thiếu sót ở khu vực Belgorod và Buryansk. Biên giới chung giữa các tỉnh Kursk, Belgorod, Buryansk với Ukraine dài hơn 800 km. Nếu Nga chỉ tập trung vào Kursk, cuối cùng rất có thể tập trung vào nơi này mà mất đi chỗ khác. Điều Nga cần khẩn trương hoàn thiện đó là sự hoàn chỉnh của các lực lượng phòng ngự. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 8 đã công bố thành lập Ủy ban điều phối an ninh quân sự khu vực biên giới, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người phụ trách cơ quan quản lý quân sự, đại diện Bộ Tổng tham mưu và người đứng đầu hành chính của ba tỉnh biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Belosov đã nói rõ khi chủ trì cuộc họp đầu tiên rằng phạm vi trách nhiệm của Ủy ban bao trùm ba tỉnh và nâng cao hiệu quả hỗ trợ quân đội. Quân đội Nga đang áp dụng một bản vá lớn và nó không chỉ dành cho trận chiến giành lại thị trấn Suza ở tỉnh Kursk. Điều này giải thích tại sao cho đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga vẫn chưa bắt đầu ra tay dọn dẹp biên giới. Về tổng thể mà nói, đó là để ngăn chặn sự kiện tương tự xảy ra lần nữa. Ủy ban điều phối mới được thành lập sẽ thay đổi tình trạng chỉ có lực lượng biên phòng của Tổng cục An ninh Quốc gia và quân của vệ binh quốc gia Nga bảo vệ biên giới. Một trong những mục đích của cuộc tấn công Kursk của quân đội Ukraine ở mặt trận phía Bắc là nhằm giảm bớt áp lực lên chiến trường ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, họ khó thực hiện được ý đồ này Hiện tại, tướng Gerasimov vẫn chưa bị buộc phải đưa lực lượng lui về phòng ngự. Truyền thông Mỹ nêu ra lý do thực sự khiến Mỹ không đồng ý cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS tại vùng Kursk của Nga. Mỹ ngần ngại trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bên trong Kursk không phải vì nguy cơ leo thang căng thẳng mới, mà là vì nguồn cung cấp vũ khí của Washington chỉ có hạn. Các quan chức Mỹ ẩn danh tiết lộ, Ukraine đã bất ngờ tấn công vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Trong vòng 10 ngày, Ukraine đã tuyên bố kiểm soát 82 khu định cư của Nga, bao gồm thị trấn Suza. Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Sai đã nói về báo chí vào ngày 8 tháng 8 rằng chiến dịch của Ukraine phù hợp với chính sách của chúng tôi vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Trả lời câu hỏi về việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, bà Sai cho biết Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa, nhưng từ chối nêu rõ khoảng cách chính xác. Phát biểu này có ý cấm Ukraine sử dụng ATACMS trong lãnh thổ chủ quyền của Nga. Tôi sẽ không vẽ một bản đồ tròn để chỉ ra nơi Kiev có thể và không thể tấn công Nga, nhưng chúng tôi đã nói rất rõ ràng với người Ukraine, bà nói. Mỹ vẫn còn ngần ngại bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp ở tỉnh Kursk, vì chúng tôi tốt hơn là nên tiếp tục nhắm vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, khu vực mà Moscow sát nhập năm 2014. Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng nguyên nhân là do nguồn cung hạn chế, hệ thống tên lửa, chiến thuật của quân đội, chứ không hẳn là do lo ngại lâu nay về việc leo thang chiến sự. Mỹ chỉ viện trợ cho Ukraine một số lượng giới hạn ATACMS và Washington dường như cho rằng ép cần ưu tiên sử dụng nó vào những mục tiêu nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, ví dụ như ở Crimea. Đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!